Dạ vâng, Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Tiếp tục video ngày hôm nay, Cao Phong lại review để giới thiệu đến các bác và toàn thể anh em. Em vừa về được một số chiếc vang hàng bãi Grey Goutin. Model của chiếc vang này là KM5FX. Thì các bác thường xuyên tiếp xúc với những chiếc vang mới trên thị trường, thì chất lượng của nó, cái dòng vang mới trên Grey Goutin nó cũng đã rất là hay rồi. Nhưng mà nếu mà nói về cái độ chất và chất âm thì không bao giờ bằng hàng bãi các bác nhé. Các bác nán lại ít phút, em sẽ tháo sẵn những con ốc này ra. Em nhấc cái nắp này, các bác ngắm cái linh kiện bên trong của những chiếc vang Grey Goutin hàng bãi xịn luôn. Đây các bác nhìn, ngắm nhìn nhé. Cái độ đẹp của nó này đạt 70-80% trở lên rồi. Đây cái mặt tiền của nó này, đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng bãi xịn Grey Goutin. Riêng hàng bãi thì các bác không bao giờ phải lo đến hàng nhái, hàng fake, bởi vì hàng bãi của nó, gốc gác của nó thì cực kỳ chất luôn. Và cái số lượng hàng bãi thì không phải là lúc nào cũng muốn mua là có. Đấy, công tắc bật tắt nguồn này. Đây là con này, nó có màn hình, con này là hệ số chỉnh cơ các bác nhá. Đấy, nhiều khi các bác dùng vang số rất là bí, bởi vì là setup vang số mà không tốt thì nó như con dao hai lưỡi, nhưng mà dùng những vang số chỉnh cơ này thì các bác có thể tự chỉnh được. Con này có vỉ chống hú, có chống hú rất là tốt. Đấy, màu của nó màu sẫm, ghép đồ cực kỳ dễ và rất là đẹp. Các bác có thể ghép với mọi dòng cục đẩy luôn. Đó, và nó cũng chia làm ba cái khoảng chỉnh này, khoảng chỉnh về music này, khoảng chỉnh về mic tone này, và khoảng chỉnh về echo vang nhại này. Màn hình hiển thị các cái chế độ, rất là nhiều chế độ này. Đó, con này xử lý 48 bit luôn. Rất là hay. Và tất cả các cái nút tinh chỉnh này thì lát nữa các bác nán lại ít phút em sẽ giới thiệu từng nút một để các bác tinh chỉnh. Còn đây là em tháo sẵn cái ốc của cái mặt này ra. Các bác ngắm nhìn nhé. Nó cực kỳ chất luôn. Đây, những con hàng này là hàng bãi mà nó còn đẹp như thế này các bác này. Đây, em quay chỉnh cái điện thoại thật nét này. Các bác nhìn nhé, main vỉ của nó quá đẹp luôn. Đó, chỉnh điện thoại nó nét hơn nhé các bác nhé, thật nét để các bác ngắm nhìn. Đó, tất cả cái volume chiết áp này các bác nhìn nó vàng óng luôn này. Đó, rất đẹp. Có bo chống hú này. Và các bác nhìn cái linh kiện của nó quá nhiều luôn, nó quá dày đặc linh kiện này. Đấy, nên nó hay là phải hai nguồn biến áp tăng phô các bác nhá, chạy hai nguồn. Đó, chạy hai nguồn tăng phô. Đấy, linh kiện này, mên vỉ của nó này cực kỳ chất luôn. Và các bác ngắm nhìn, ít có những con vang nào mà nó có cái nội thất của nó đẹp như này. Nó linh kiện, toàn bộ linh kiện xịn sò hết. Và đây nó trên bùm vỉ mạch nó đều có dập KM hết này. Đó, đó, chỉnh nét này các bác nhìn, rất đẹp luôn. Bao năm mà những cái chiết áp của nó vàng óng này, chiết áp của nó vàng này, nó không bị liệt xẹt một chút nào nhá. Dòng chiết áp của những vang rẻ tiền ấy các bác dùng một thời gian, bắt đầu nó han rỉ, nó sạm, nó han rỉ là bắt đầu nó sinh ra cái độ lượt xẹt khi bác tinh chỉnh những dòng vang này nhé các bác nhé. Dùng bao nhiêu năm nhưng mà những cái volume chiết áp này nó vẫn còn vàng óng luôn này, và nó không có bị lượt xẹt một chút nào luôn. Em mới thích. Đấy, dùng con này thì cực sướng luôn. KM5FX các bác nhé. Đó. Những dòng vang mới thì trên thị trường bây giờ nó hỗn độn, vừa hàng tức là cái công nghệ của nó cắt xén thì rất là nhiều. Đấy, dòng vang mới cắt xén thì rất là nhiều, nhưng mà nó bây giờ nó lại còn trà trộn thêm cả những dòng vang mới nhái nữa, nên là các bác rất là hoang mang. Nhưng dòng vang bãi này thì các bác yên tâm luôn, em cam kết với các bác không bao giờ có hàng nhái. Và con này nguyên bản của nó rất là đẹp, các bác nhìn những con tụ này, nó rất đẹp luôn. Đó, đây là vỉ chống hú này. Đó, đây, hai nguồn tăng phô này, tụ chở IC này, tất cả là IC cắm thôi, toàn bộ IC cắm hết này. Đó, đấy, con tụ này toàn tụ đắt tiền đấy các nhá, tụ chở đắt tiền luôn. Em ngắm nhìn cho các bác ngắm nhìn kỹ về cái ruột gan của nó này. Đây là cái nhân vật, đây là cái quan trọng nhất này, còn để làm nên một con vang hay chất lượng này. Con này rất là bền luôn. Dòng vang bãi Grey Goutin KM5FX này thì ít khi nó có các bác nhá. Nhiều khi các bác dặn hỏi em mua mà không phải lúc nào muốn mua cũng có được đâu. Đó, rất đẹp. Còn đây là phía sau nhá, phía sau thì nó rất là chi tiết các bác nhìn này. Đó, phía sau của nó này, đây đường vào này, hai đường vào này, đây, đường ra súp này, và đường ra vừa AV vừa Canon này, ba ngõ mic phía sau này và hai ngõ mic phía trước này, tức là nó rất là chi tiết các bác nhìn này. Nó còn những tinh chỉnh volume 350 này, 150 thì 650 watt này, tức là cái định lượng mức âm lượng con này phải nói là cực kỳ đẹp. Tiếng rất hay, dòng vang Grey Goutin này nó tiếng của nó, echo của nó hát rất là hay. Và tiếng dày, nó hát chuyên nghiệp, tiếng cực kỳ hát hay, từng tiếng của nó mềm. Đó. Và đây là cái mặt tiền của nó thì nó chia làm cả ba khoảng. Đây là phần chỉnh music thì nó có chỉnh tổng music này. Đây. Đó, em test này coi. Đó. Đây, tổng music nhá. Tiếng rất hay luôn. Đó.
nó có tăng giảm tiếng. Ở đây là nút preset thì nó có định mức âm lượng, tức là nó giới hạn âm lượng cho cái volume chính này. Các bác đặt khoảng 10% hay 20% hay 30% 50% tùy các bác. Thì cái volume tổng này các bác vặn hết cỡ lên nó cũng chỉ có mức đấy thôi. Đây nút tăng giảm check này, tăng giảm tiếng bass này, ba lăng cân loa này. Và đây là khối mic tone thì nó cũng có một cái preset, tức là định mức âm lượng này. Đấy, các bác đặt bao nhiêu tùy ý các bác nhé. Bác dùng cái bút điện này. Đấy. Người mục đích người ta dùng cái bút điện này là để chỉ có các bác sử dụng thôi. Còn những người lạ trẻ nhỏ là người ta không sử dụng được vào đây. Đấy. Và đây cũng chỉnh mic này, chỉnh check này, chỉnh bass trong đường mic tone này. Đấy. Và đây là hai ngõ mic phía trước này, ba ngõ mic phía sau này. Rất là nhiều ngõ mic luôn. Đây là chỉnh âm lượng to nhỏ cho từng ngõ mic một. Đây là chỉnh effect, echo vang nhại thì nó có chỉnh reverb này. Đấy, con này là chỉnh reverb này. Đấy, và repeat delay màn hình. Công tắc và tắt nguồn phía trước này nó là một ưu điểm này. Đấy, nhiều bác rất là thích cái công tắc và tắt nguồn ở phía trước này. Ở phía sau rất là bí, GD Gutin. Đó, KM5FX, hàng bãi xịn, đẹp xuất sắc luôn. Cái mặt tiền của nó này rất đẹp. Các bác có nhu cầu về những chiếc vang GD Gutin thì có liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại của em là 077226096 hoặc 0368724218. Em giao hàng toàn quốc. Đây, em sẽ giảm cái volume này lên, em cắm cái mic vào để thử cái tiếng mic của con này cho các bác. Để thử qua một chút thôi cho các bác. Nó rất là hay luôn. Dòng phải nói là tiếng mic của nó cực kỳ là chuyên nghiệp, hát rất là chuyên nghiệp. Này, âm lượng mic này. Lên 1 2 6 7, lên 1 2 3 4 5 6 7, lên. Con này chống hú rất là tốt nhá các bác nhá. Đấy, có vỉ chống hú nó to này các bác nhìn này. Cái vỉ chống hú nó cực kỳ to. Đấy. Nên chống hú rất là tốt, hát karaoke chống hú tuyệt đối luôn. Tiếng hay, tiếng dày, tiếng mà nó dẻo, mềm tiếng. Đấy. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc vang Grey Gutin hàng bãi cực đẹp luôn thì các bác liên hệ điện tử Cao Phong, số lượng không có nhiều các bác nhé. Thì các bác liên hệ với Cao Phong theo hai số 077226096 hoặc 0368724218. Cả hai số em đều có Zalo. Vâng. Mến chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo. Nhích cái volume nhạc này. Đó, tiếng rất hay, tiếng cực kỳ sạch luôn.